Lễ thứ 28 Nhất tâm quán lễ Linh Sơn Hội Thượng Thân Thừa Phật Hối Thọ Giữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Chúc Dĩ Hoàng Dương Tịnh Độ Pháp Môn Hiện Tại Đâu Xuất Nội Diện Đương Lai Tam Hội Long Hoa Bồ Đề Thụ Hạ Hành Đạt Chánh Giác Phước Đức Vô Biên Di Lặc Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật Xưng ba lần một lạy Mấy vị Đại Bồ Tát đầy Một vị sau cùng là Di Lặc Phật Đương Lai Hiện tại đang ở trong nội diện đâu xuất đấy Tiên sư Hư Lão Chú thích Niệm công thời tuổi trẻ Đã từng đi theo Lão Pháp Sư Hư Vân Học tập Phật Pháp Sau đây là trích lục một đoạn tự thuật của Niệm Công Giảng thuật câu chuyện giữa Ngài và Lão Pháp Sư Hư Vân Lúc tôi sắp 30 tuổi Lúc đó đang là thời kỳ kháng chiến Bây giờ đã mời Lão Pháp Sư Hư Vân đến Hậu Phương Trùng Khánh vào lúc ấy Để cầu nguyện Đúng vào lúc bấy giờ cũng rất vất vả Đi đường núi đã quy y với Lão Pháp Sư Lão Pháp Sư siêu phàm Tôi đã từng gửi tấm ảnh Lão Pháp Sư cho anh vợ tôi Anh ấy thời đó là giáo sư đại học Chẳng hề tin Phật Anh ấy nhìn thấy tấm ảnh này Anh ấy nói anh ấy cũng muốn Anh ấy nói vừa nhìn tấm ảnh này Lúc đó tâm này bèn thanh tịnh rồi Lão Pháp Sư xác thực là như vậy Chư vị nếu như nhìn thấy Ngài Thì chư vị cảm thấy Cái tâm trần cấu này của chính mình Thì giống như nước dơ lúc ấy đã lắng sạch rồi Trở lại chánh giác Lúc gặp nạn ở Quảng Đông Xương sườn bị đánh gãy mấy chiếc nha Mọi người đá đấy Cho nên chúng ta bị một chút hành hạ Chúng ta nghĩ về những người này Hãy nhớ tổ sư Nạc Na Để cho Đạt Lai nhốt trong ngục tối 6 năm Cho Ngài uống thuốc độc Nghĩ về Hư Lão Nông dân họ Bọc Tức Hư Lão vào trong bao Dùng chân đạp Xương sườn đạp gãy mấy cây Bị nội quan kia Nói Ngài là địa chủ Trong chùa cũng có chút ruộng mà Thế là đã đối đãi Ngài như địa chủ Đấu tranh đấy Cha vợ tôi Chú thích Cha vợ của Niệm Công Tiêu Lão Thiên Sinh Danh Long Hữu Tự Phương Tuấn Hiệu Tức Ông Về sau đổi là Bất Tức Ông Sinh năm 1870 Mất năm 1860 Là nhà quốc học Nhà giáo dục Nhà lâm sàng Trung y nổi tiếng cận đại nước ta Trung Quốc Năm 1892 Trong Tứ Xuyên Dịch Tả Hoành Hành Tỉnh Lỵ Thành Đô Mỗi ngày chết 8.000 người Trên phố một cảnh thê lương Quan tài bán hết sạch Rất nhiều bác sĩ Vì khiếp sợ truyền nhiễm Không dám chữa trị Đúng lúc Tiêu Công cầu học Ở Thư Viện Tôn Kinh Dũng cảm đứng ra Ngày tuổi mới 22 Hẹn với bác sĩ địa phương Trần Ôn Xanh Men theo con đường Đi xem xét điều trị Dùng trung thảo dược Tiến hành cứu trị Giúp cho rất nhiều người bệnh Chuyển nguy thành an Người ta gọi Dạng gia sanh Phật Qua sự việc lần này Danh tiếng nổi lên Từng vào năm 1934 Cùng Khổng Bá Khoa ở Bắc Bình Sáng lập Học viện Quốc y Bắc Kinh Để Hoàng Dương Trung y Đào tạo nhân tài Trung y Tên tuổi ngang giới Thí Kim Mặc Khổng Bá Hoa Uông Phùng Xuân Mọi người xưng là tứ đại danh y của Bắc Kinh Từng dẫn chức ủy viên học thuật Viện nghiên cứu Trung y thuộc Bộ Vệ sinh Quản viên Viện Nghiên cứu Văn sử Trung ương và đại biểu Đại hội Nhân dân Toàn quốc kỳ 1
kỳ 2, vân vân. Kính bạc trùng ấn tại kinh hội tập Bổn Hầu, lời bạc sớm nhất của Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh của Liên Công là Tiêu Công viết, hiện in ở phần sau cùng của Đại Kinh Hoa Trú. Trở lại chánh văn, cha vợ tôi trị bệnh cho ngài, cho rằng là cảm mạo rất nhanh thì sẽ khỏe. Vì sao mới biết là xương sườn bị gãy rồi, sau cùng cũng đã trị khỏe rồi, cũng không có phẫu thuật, chỉ uống thuốc uống đến khỏe rồi. Họ trở thành bạn bè rất tốt. Đây là hư lão. Ngài vào lúc bệnh này bị nặng nhất, mọi người đều cho rằng ngài chết rồi, ngài đã đến Di Lặc tịnh độ. Hiện tại một đoạn ghi chép này rất tỉ mỉ. Ngài vẫn nhớ bài kệ Bồ Tát Di Lặc nói, ngài đích thân đã đến nội viện Đâu Xuất mà còn nhìn thấy người quen. Có mấy người quen đã dẫn ngài, cho ngài chỗ ngồi để ngài ngồi xuống nghe Di Lặc thuyết pháp. Sau khi thuyết xong pháp, Di Lặc đã nói với hư lão, ông phải đi về nha. Ngài nói, con không đi về, đệ tử quá khổ rồi. Di Lặc nói, không được, ông vẫn phải trở về. Sau khi ngài trở về, quả nhiên có nhiệm vụ rất quan trọng đấy. Lúc đấy mọi người đánh ngài, thì có người hỏi vị hòa thượng này, tại sao lão hòa thượng này đánh không chết hả? Chỉ muốn đánh chết lão ta. Hắn hỏi tại sao đánh không chết. Họ bèn trả lời, lão hòa thượng chịu khổ cho chúng sanh, tiêu tai cho các người, thì đánh không chết đâu. Chú thích: đối với các loại khó khăn mà một đời lão pháp sư Hư Vân thọ nhật, Niệm Công đã từng nói qua, hiện tại hư lão là thay chúng sanh chịu khổ, trải qua khổ nạn rất nhiều. Bây giờ mọi người tôn kính rồi, cũng tức là phàm là hết thảy chân thật, cuối cùng phải phóng quang minh. Ý nói cuối cùng sẽ không vĩnh viễn che khuất mặt trời chính là sự việc này. Trở lại chánh văn, họ nghe thấy sợ hãi rồi. Đoạn tiếp theo, Niệm Công quay trở lại lúc lão hòa thượng còn ở Đâu Xuất, cho ngài ngồi vào chỗ trống thứ ba, đếm từ đầu phía đông. A Nan làm Duy Na ở trong nội viện của Đâu Xuất, nhìn thấy mấy người quen, bên trong có mấy vị hòa thượng, còn có Tử Bách, đại sư Tử Bách, pháp danh Đạt Quán, cuối đời đổi thành Chân Khả, xây pháp tràng ở Yên Kinh. Vì sao gặp phải du cáo bị ngục quan, tắm rửa ngồi ngay ngắn niệm Phật Tỳ Lô Giá Na mà viên tịch? Tử Bách Triều Minh ngài đã nhìn thấy rồi, giảng duy tâm thức định. Vẫn chưa nói xong, Di Lặc đã chỉ hư lão nói, ông về đi. Ngài nói, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không muốn quay về nữa. Di Lặc nói, ông nghiệp chướng vẫn chưa hết, nghiệp duyên vẫn chưa hết, nhất định phải trở về, sau này trở lại. Đoạn sau còn có rất nhiều câu nhớ không rõ nữa, còn phần khai tị riêng ngài không kể, giữ bí mật. Đại khái nói là tương lai nha, còn có đủ việc. Hư lão sau khi trở về, nhiệm vụ đầu tiên chính là lúc bấy giờ mở cuộc họp ở chùa Quảng Tế. Việc này một chút nữa nói tiếp, hôm nay không đói nữa, sau này hãy nói. Di Lặc của chúng ta là ở Linh Sơn Hội Thượng, Phật thuyết pháp ở núi Linh Thú, chúng ta gọi tắt là Linh Sơn. Thân thừa Phật hối, đích thân tiếp nhận sự dạy bảo của Phật, được Phật dặn dò giao Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho Di Lặc, bảo ngài tiếp tục hoằng dương, dặn dò ngài nha, phải hoằng dương tịnh độ pháp môn đấy. Di Lặc đã đảm nhận nhân duyên đại sự như thế ở trong pháp. Hiện tại Đâu Xuất nội diện
đâu xuất là trời đâu xuất, trời đâu xuất là trời dục giới. Do đó, rất nhiều người là lên nội diện đâu xuất để gặp Di Lặc. Tính ngoại diện thì mê hoặc mất rồi. Tính ngoại diện nhìn thấy trời dục giới đấy. Những người nam nữ này nha, những tình huống này nha, tâm dục của họ khởi lên nhé. Bởi vì ở đó có thể động lòng hơn chỗ này chúng ta, nó đẹp hơn, cho nên đã vào không được nội diện rồi. Nhưng Di Lặc Ngài ở nội diện, ở nội diện của trời đâu xuất. Đến nội diện là đạo tràng. Hiện tại Di Lặc thì ở chỗ đó thuyết pháp. Có rất nhiều người đều đang ở chỗ đó. Chỗ đó là một đạo tràng, giống như là một tịnh độ cõi trời. Vì thế, chư vị nếu cầu nội diện đâu xuất tịnh độ của Di Lặc cũng không thoái chuyển ra. Tương lai thì cùng theo Di Lặc đến Tam Hội Long Hoa. Ngài dùng Tam Hội Long Hoa đấy. Di Lặc phước báo của Ngài rất lớn. Đến lúc đó, con người đều là hơn 80 vạn thước. Một thước tàu bằng 1/3 mét cao. Con người sống hơn 8 vạn tuổi. Đồ vật đều là tự nhiên sinh trưởng, không cần thiết phải lao động chút nào. Phước báo lớn cực kỳ. Bởi vì Di Lặc là đại từ nha. Từ thì nhận phước đấy. Từ là khiến cho người ta vui vẻ nha. Cho nên được báo phước cũng lớn nhất. Đại phước Di Lặc, ngày nay có rất nhiều người kết duyên với Phật rồi, trước sau không có thể độ thoát. Sau cùng đều là Bồ Tát Di Lặc bao thầu. Toàn bộ được độ vào lúc Bồ Tát Di Lặc thành Phật. Tam Hội Long Hoa chính là ba lần đạo tràng. Cho nên Di Lặc không phải giống như Ta Bà Phật Thích Ca Mâu Ni mãi đang thuyết pháp. Chính là ba cái pháp hội này thì đã độ tận hết những người có thể độ rồi, thì Ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì thế Tam Hội Long Hoa, do đó mọi người nói chúng ta đều là người trong Hội Long Hoa nha. Chính là chỉ sự việc này, những người đó không có thành công, và lúc này đang đợi Di Lặc đến độ. Nhưng điểm này phải biết, tôi chủ này tính qua, những năm này lại rất lớn. Rất lớn đấy, cũng rất dài. Rất dài nha, không dễ đợi nha. Tương lai Tam Hội như thế nào chứ? Chư vị tương lai cũng đều đến giúp Bồ Tát Di Lặc hoằng hóa. Do đó, thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, 16 vị đại đệ tử đều là sự thị hiện của Phật đấy. Quá khứ đều là thành Phật rồi, giống Tu Bồ Đề họ đều là Phật nha, thị hiện đấy, đến giúp đỡ hoằng hóa. Vì vậy họ mới có thể nêu câu hỏi, có thể hỏi vấn đề. Rất nhiều chúng sanh căn khí đó họ nghĩ không được những phương diện này nha. Kinh Kim Cang Tu Bồ Đề hỏi câu hỏi: Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hằng Phục Kỳ Tâm. Đây là vấn đề rất diệu, rất hay nha. Cho nên chính là nói, người nào có thể báo ân Phật chứ? Hai loại người, một loại là thiện vấn, hỏi được hay, biết hỏi đấy. Một người là thiện đáp, nhưng thiện đáp vị trí thứ hai, thiện vấn đặt ở đằng đầu. Người nào báo Phật ân, người đầu là thiện vấn. Tam Hội Long Hoa đã độ tận hết thảy chúng sanh ở Bồ Đề Thụ Hạ thành đạt chánh giác. Chủ này là giống với Thích Ca Mâu Ni. Phước đức vô biên là đặc điểm của Di Lặc. Phước đức là phước đức vô lượng. Bồ Tát Di Lặc hiện tại vẫn chỉ có thể gọi Bồ Tát. Hiện tại xưng là Phật Di Lặc là sai, là Phật tương lai. Hiện tại chỉ có thể xưng Bồ Tát. Tiếp đó ở đại hội này, đích thân đến hội này, những đại Bồ Tát này đấy chỉ ra 25 vị.